Như những cái người đi trước á, người ta có một cái câu nói rất là hay anh chị. Câu nói là mua bất động sản á, là nhất trường nhì trạm tam đường tứ hướng anh chị. Và cái bất động sản này dường như là hội tụ đầy đủ những cái đó luôn anh chị ha. Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản. Em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vị trí em Điền đang đứng chính xác nhất là ngay cầu 3 xã Hòa Hội ha. Nói tới cầu 3 thì cô chú chị nào mà rành á thì sẽ biết ha. Đó. Thì đây anh chị, hiện tại em Điền đang có mặt trên trục đường tỉnh lộ 329 và ngay chỗ này là vị trí sầm uất. Kinh doanh buôn bán rất là đông. Và trước đây chút xíu là ngay trường học các cấp ha. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 và mẫu giáo này kia luôn ha, đầy đủ đâu đây. Khoảng vài bước chân thôi là tới rồi. Đó, và em đi xin giới thiệu tới cô chú chị một cái bất động sản mà cô chú chị cũng không thể nào mà nghĩ là nó rẻ đến như vậy ha. Một bất động sản đất sạch ha. Ngang là 5 m rưỡi, sâu 21. Hai mặt tiền đường nhựa luôn anh chị. Nằm lô góc hai mặt tiền đường nhựa đó, khu dân cư đất ở nông thôn và nở hậu là 6 mét rưỡi anh chị, sâu 21 lần đó, mà giá bán chỉ có hơn 500 triệu thôi, 550 triệu anh chị. Đây thì bất động sản mình sẽ đi vào cung đường này ha, cách tỉnh lộ khoảng vài trăm mét anh chị đó, ngay tạp hóa và những cái mặt hàng bán dường như là giống như mà là một cái chợ luôn anh chị đó, đầy đủ mọi thứ không thiếu gì ha. Đó. Rồi bây giờ em Điền xin mời cô chú chị cùng theo chân em Điền đi vào review bất động sản này. Xin mời chị. Rồi bây giờ em Điền sẽ từ tỉnh lộ 329 đi vào ha. Đó. Cái đường xá giao thông ở đây thì quá tuyệt vời anh chị, đường nhựa không à. Đi vào đây cũng là khu dân cư. Và bên tay trái mình đây là trường học rồi ha. Đó. Chỉ có hơn 500 triệu đồng mà mình sở hữu được một bất động sản gần trường học các cấp và chợ đò và những kinh doanh nhỏ lẻ nằm ngoài trục chính, tất cả đều có ha, tiện ích đầy đủ ha, chỉ hơn 500 triệu đồng thôi. Vào trong này là vẫn là khu dân cư. Ở bên này là có nhà hàng ha, nhà hàng tiệc cưới và hàng quán bên này đó đó. Tới đây rẽ bên tay phải là tới đất mình rồi anh chị, chạy chút xíu thôi ha. Khu dân cư hiện hữu. Rồi em Điền đã có mặt tại bất động sản của mình rồi anh chị ha. Đó, bất động sản mình nằm ngay đây, lô góc hai mặt tiền đó, ngang mặt tiền đường này ha, mặt tiền đây, mặt tiền đường chính là đường nhựa đây ha. Ngang là 5 m rưỡi, sâu là 21, nở hậu là 6 m 3 đó, ranh móc rõ ràng, không dính quy hoạch, không dính bất cứ gì ha. Hiện tại bất động sản mình thì chưa có thổ cư, nhưng mà mình có thể lên được thổ cư anh chị ha. Đất ở tại nông thôn. Đó, đường nhựa. Bên này cũng đường nhựa. Nằm lô gốc đó mà giá hơn 550 triệu đồng. Quá là rẻ luôn á chị. Đó, trường học các cấp nằm ngoài đây ha. Đó, em đi zoom ra là cô chú chị có thể thấy luôn. Cách tỉnh lộ 329 khoảng vài trăm mét thôi. Đó. Như những cái người đi trước á, người ta có một cái câu nói rất là hay anh chị. Câu nói là mua bất động sản á, là nhất trường nhì trạm tam đường tứ hướng anh chị. Và cái bất động sản này dường như là hội tụ đầy đủ những cái đó luôn anh chị ha. Nhất trường ha. Nhất trường là trường nằm ngoài đây rồi anh chị. Trường các cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3 ha, trường mầm non ngoài đây.
khoảng vài trăm mét thôi là mình có thể đi ra ngoài đó rồi hả. Mình đi xe đạp cũng được, mình đi bộ cũng được ha. Đó. Và Nhi Trạm thì cũng nằm ngoài đó luôn. Nằm ngoài ra đó là tỉnh lộ 329. Trạm cũng nằm ngoài đó luôn ha. À, Tam Đường thì đây anh chị, đường nhựa thì khỏi phải nói rồi. Đường nhựa rộng hơn 8 khoảng 8 mét ha. Ô tô né nhau thoải mái nè. Và trong khi đó, đặc biệt nữa, bất động sản mình lại sở hữu được hai cung đường nhựa anh chị. Đường nhựa bên hông này đã là đường nhựa rộng rồi. Và bên này cũng sở hữu một cái đường nhựa rộng tương tự được anh chị ha. Đó, nói chung là Tam Đường thì đây rồi, còn tứ hướng bất động sản mình có hướng là hướng nam ha, hướng đón gió luôn anh chị. Đó. Thì bất động sản này thì quá là tuyệt vời rồi anh chị. Hội tụ đầy đủ những cái yếu tố mà người xưa để lại cái câu nói đó. À, bất động sản mình có một cái nhược điểm rằng là hiện tại là chưa có thổ cư thôi. Bất động sản mình thì lên thổ cư khi nào cũng được anh chị. Nói chung là bất động sản mình là đang quy hoạch là đất ở tại nông thôn đó, nên là cô chú chị mà có nhu cầu lên thổ cư thì lên hết đất cũng được anh chị ha. Đó. Bất động sản mình thì từ đây cách ra tỉnh lộ 329 khoảng vài trăm mét và ra ủy ban thì khoảng đâu đó là 2 km. Đó. Và ra trung tâm huyện cũng như là trung tâm thị trấn Bút Bửu nha là khoảng là 10 cây số ha. 10 cây số. Và từ đây mà đi xuống biển gần nhất là biển Bình Châu anh chị, khoảng là 15 17 km thôi là tới ra biển Bình Châu, cũng như là suối nước nóng Bình Châu là nằm ngoài đó ha. Đi thẳng trục này sẽ gặp con đường liên xã, thông từ xã Hòa Hội qua tới xã Bình Châu ha. Đó, mình đi theo rẽ bên tay phải mình sẽ đi được biển Bình Châu. Đó. Và đi ra biển Hồ Tràm thì cũng tương đối là xa anh chị, khoảng 20 km ha. Đó. À, từ có Sài Gòn của chú chị mà có thể di chuyển về đây thì mất khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ anh chị ha. À, gần đây thì xã Hòa Hội có một tuyến đường là DT991 thì đang làm rồi, cũng em nghĩ là trong năm này hoặc là đầu năm sau thôi là đã cho lưu thông rồi anh chị ha. Đó, nên là về vấn đề giao thông cô chú chị di chuyển có thể là thuận tiện hơn rất là nhiều. Và hướng trong này thì mình sẽ đi vào khu dân cư luôn ha, vô chút xíu là gặp khu dân cư nữa và mình sẽ thông ra lại được tỉnh lộ 329 luôn anh chị ha. Đó. Và hướng này thì mình sẽ đi thông ra lại cái đường liên xã cũng như là đi vào khu dân cư. Nói chung là thông thương hết anh chị ha. Đó. À, về vấn đề điện đài, nước này kia thì ở đây đầy đủ anh chị. Ở đây là đang sử dụng điện 220V. À, và ở khu vực này đang sử dụng là nước máy rồi ha. Dân cư hiện hữu xung quanh. Đó. À, giá thì em đi cũng có nói rồi ha. À, 550 triệu tổng bất động sản này. À, khoảng là 150 mét vuông, khoảng là 150 mét vuông ha. Gần 150 mét vuông. Đó, mà giá 550 triệu đồng. À, cái bất động sản này rất thích hợp cho cô chú chị nào mà đầu tư ha. Có một cái tài chính nhỏ muốn đầu tư hoặc là muốn xây nhà ở ha, cất một cái nhà này kia thì bất động sản này rất là hợp lý luôn chị, 550 triệu là sở hữu được rồi. Đó, sổ sẵn nha. À, đang là sổ riêng rồi, nói chung là mình mua công chứng khi nào cũng được à, ha. Về vấn đề pháp lý và cái quy hoạch thì khỏi phải lo ha, đất sạch anh chị. Đó. Rồi em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em Điền và cảm ơn cô chú chị đã ủng hộ kênh Bảo Điền Bất Sản thời gian vừa qua. Em Điền chân thành cảm ơn cô chú rất là nhiều và hẹn gặp lại cô chú chị những clip sau của em Điền nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.